Thường thường ở đây là nó về bonus caster hết nha. Rồi mình đợi cho nó chạy nè, nó đang lấy cổng các bạn. Ô lỗi gì đây, nó kêu phải disable cái chữ ký gì nè các bạn. Rồi các bạn kệ nó ha, các bạn cũng bấm ok bỏ qua đi. Nhưng mà mình để cái driver nè, cái list ok nó sẽ nhảy xuống river driver. Alo, xin chào các bạn, mình đã có cái con 6S Loot nè, nó bị màn hình Hello Cuba rồi, khóa kích hoạt cho chủ sở hữu nè. Thì hôm nay mình tiến hành mình bypass dùng wifi nha, chơi game dùng wifi rồi bậy bạ. Thì giờ mình ghim vô máy tính á, mình coi từ nó iOS mấy. Ôi con này 6S Loot iOS khá là cao các bạn, 15.7.5 luôn nè, 15.7.5 ha. Số email, số series đầy đủ. Thì hiện tại mình bypass thì mình không cần đổi số series nha, nhớ là không cần đổi nha, không cần cap luôn. Thì tiếp tục mình làm cái tool eyeball ram disk. Tool eyeball ram disk thì vệ sinh mới thì mình chạy bow disk trực tiếp trên tool luôn, khá là tiện lợi. Thì các bạn nào chưa tải tool đó thì theo đường link đó thì tải về. Driver đồ trong thư mục driver đầy đủ tải về hết. Ram disk thì mình chạy cái ram disk nào thì mình tải ram disk đó ha. Còn các bạn nào ổ cứng nhiều thì cứ tải về hết luôn, mình để dành mình chạy sau nha. Thì con này là product 8.2 nè. Thì mình vô cái ram disk 15 á, mình kiếm cái 8.2 mình tải về, nó có hai cái thì mình tải hết hai cái luôn. Tải về bỏ đâu á, thì khi mà mình giả nén cái tool eyeball ram disk ra, nó có thứ mục data nè, ram disk thì mình bỏ trong này ha, nhớ là không được giả nén nha anh em, không được giả nén nha. Còn muốn giả nén thì mật khẩu thì phải hỏi admin nè, cái này thì mình không biết ha, cứ để nó chạy luôn, không cần giả nén đâu. Rồi mình đợi cái tool đó, mình mở cái tool nó lên á. Đó, cái giao diện cái tool 5.0 là như vậy các bạn. Thì hiện tại cái mình muốn chạy bypass á, thì mình phải order ấy, mình phải đăng ký cái mã ship trước ha. Thì cái tool nó chưa nhận, nó chưa cho mình get hello nè. Thì mình rút ra, mình ghim vô lại thì cái tool nó để nhận ha. Cái con này thì ship mình để đăng ký rồi thì nó hiện màu xanh nha. Các bạn chưa đăng ký thì các bạn vô cái register ship á đăng ký, hoặc mình cũng có làm một cái video short á, các bạn theo đó các bạn nhìn các bạn đăng ký nha. Thì đăng ký thì hôm nay mình vô cái group Telegram của admin á, mình đăng ký thôi, khá là đơn giản. Một quà cao thì nó cho free 5 credit đó các bạn. Thì đầu tiên thì mình get cái file hello trước ha, get trong chế độ bình thường nè. Rồi mình bấm get hello, mình đợi cho nó get hello xong á. Rồi mình tiến hành bonus rồi mình đem dit. Rồi get hello thành công nè. Giờ mình tiến hành mình bonus nó, bonus trên tool lên nha các bạn. Thì giờ đang chế độ thường á, thì mình về chế độ recovery trước, rồi mình vô chế độ depo để mình vô bonus trên tool cho nó chính xác nha. Thì mình đợi cho nó vô recovery trước nè. Rồi máy đã vô chế độ recovery thành công. Thì giờ mình vô chế độ depo luôn. Vô đi chế độ depo thì các bạn iPhone 6 Plus này nó có phím home một lý á, thì các bạn cứ nguồn giữ hôm khoảng tầm 4 giây, các bạn thả nguồn giữ hôm là tự động nó vô chế độ để bu cho mình nha, khá là đơn giản. Rồi vô để bu thành công nè. Bây giờ cái bước này mình chạy bu nick trực tiếp trên tool luôn, driver kiểm tra đầy đủ nha. Rồi giờ mình bu nick nó, khi cái mình rê con chuột tới á là cái những cái tab nó sẽ sáng đèn nha. Rồi các bạn bấm vô á, bấm vô một lần á là các bạn tưởng nó chưa ăn, các bạn bấm nữa là nó thường thường sẽ ra lỗi của cái tool nha. Mình bấm một lần thôi rồi mình đợi cho nó chạy. Thì mình thấy cái tool này hiện tại thì mình bấm vô nó kiểu nó lấy file từ server hay sao các bạn. Nó khá là lâu một xíu ha, các bạn đợi nha. Đó mình bấm vậy, thực ra là cái lệnh enter bonus nó đã thực thi rồi, mình cứ đợi cho nó chạy. Đã bắt đầu nó chạy nè. Chạy nó kiểm tra driver, nó lấy cổng USB gì đó, kệ nó các bạn, mình phải để ý trên tool nha. Cái khúc này nó hay bị kẹt nè. Setup exploit gì các bạn, khai thác cái cài đặt gì nè. Nó chưa có phát hiện ra cái driver LitUK. Thì giờ nó hay bị treo khúc đó ha. Thì giờ mình tiến hành cài cái LitUK thủ công cho nó nè. Mình nhờ cái để mình tắt mấy cái tool này bớt đi cho dễ nhìn ha. Đó mình nhờ cái dây đít nè, mình cài cái LitUK ha. Rồi các bạn dùng cái dây đít á, mình cài cái LitUK cho nó là cái tool nó sẽ tự động nó chạy tiếp nha.
rồi nó chạy nó báo lỗi tới đâu thì mình xử lý tới đó. Cái này nói chung mình cái tool này mình canh đúng driver là nó chạy bao ngọt rồi các bạn, rồi nó chuyển lead ok thành công nè, rồi cái tool nó sẽ tiếp tục nó chạy. Mình để ý nha, chứ cái tool nó báo nè, ví dụ 6 cái lút đang trong chế độ depo mode á, thì mình đợi cái tab cái mà enter bonus á nó sáng đèn lên á, đó nó đang sáng đèn nè, mình bấm cho nó thêm một cái nữa, bấm cho nó một cái rồi tiếp tục nó chạy ha. Rồi coi thử nó có vô bonus thành công nha các bạn. Thường tới cái bước này thì các bạn bấm ok luôn, bỏ qua rồi mình đợi cho nó chạy tiếp. Thường cái này là nó về bonus cutter hết nha, rồi mình đợi cho nó chạy nè, nó đang lấy cổng các bạn. Ồ, lỗi gì đây, nó kêu phải disable cái chữ ký với nè các bạn. Rồi các bạn kệ nó ha, các bạn cũng bấm ok bỏ qua đi. Nhưng mà mình để cái driver nè, cái lead ok nó sẽ nhảy xuống driver USB rồi. Bây giờ mình thử thêm một lần nữa nha, rồi mình bấm thêm enter bonus nè, rồi mình đợi cái tool nó sẽ tiếp tục nó chạy đến cái đoạn mà nó kẹt cái setup exploit gì á, rồi bắt đầu mình chuyển cái lead ok thêm một lần nữa là nó sẽ thành công nha. Rồi mình đợi cho cái tool nó chạy. Còn nếu các bạn thấy khó khăn vô cái bonus trên tool quá thì mình vô bonus gator cũng được nha, mình cũng có làm một cái video á, các bạn vô cái nào tiện thì các bạn vô thôi. Rồi nó đang chạy tiếp nè, đó tới khúc này nó kẹt nè các bạn, nó không có phát hiện được cái driver lead ok ha. Bây giờ mình chuyển thủ công cho nó, tiếp tục mình dùng cái edit nè, mình chuyển lại lead ok thủ công. Thì cái video này nói chung mình nói nó khá là kỹ nha, thì nhiều lúc các bạn coi sơ qua thì các bạn thấy sao chuyển driver tá lại tùm lum hết khó hiểu quá, thì các bạn để lại bình luận bên dưới thì mình hỗ trợ giúp các bạn nha. Các bạn có thắc mắc cái gì để lại bình luận bên dưới, còn các bạn nào có cái cách hay hơn á, tiện hơn hay hơn á, thì các bạn cũng để lại bình luận chia sẻ cho các bạn khác cùng hiểu nha. Đó, đến lúc này nó có USB lead ok nè các bạn, để ý nè, là cái tool nó sẽ chạy. Tới cái lúc này nó hiện là đang ở trong chế độ depo mode á, thì cái tab enter bonus nè nó sáng đèn, thì mình bấm thêm cho nó một cái nữa rồi bắt đầu nó chạy, là tự động nó vô cái chế độ bonus cutter thôi. Nó vượt qua cái phần mà vô hóa cái chữ ký gì của Windows nha các bạn. Rồi cái này bấm skip bỏ qua, rồi cái tool nó sẽ hoạt động, nó chạy vô bonus cutter thành công thôi. Nhiều lúc các bạn nhìn qua các bạn thấy nó hơi lằng nhằng, chứ mình làm quen thì thấy nó cũng khá đơn giản các bạn. Đó, vô bonus gutter thành công nè. Ok, gutter ngon lành luôn. Còn driver nó còn đầy đủ à. Nhưng mà giờ bắt đầu mình boot ram disk nha, boot ram disk cho nó. Nhưng mà các bạn để ý nè, từ từ các bạn boot nha. Driver này nếu mà các bạn không có gỡ driver cũ á, thường thường chạy nửa chừng á, là nó không có lên logo Pentaboy ha, nó sẽ kẹt ở driver lead ok. Thì giờ tiến hành mình gỡ cái driver cũ luôn đi, vô bao tool đó mình gỡ cái driver cũ luôn, rồi mình boot ram disk cho nó an toàn nha, là hầu như là 100% là boot ram disk thành công trên cái tool iBoy nha các bạn. Thì các bạn cứ xem video, các bạn cứ xem từ từ xem kỹ đi, mình nói khá là kỹ á, thì các bạn làm được thôi. Còn nhiều lúc các bạn làm lỗi thì làm lại thì cũng không thành vấn đề, nhưng mà mình mất thời gian thôi. Rồi gỡ driver cũ thành công nè, rồi máy đang ở chế độ bonus gutter. Bây giờ mình tiến hành boot ram disk 15 thì không có tích vô iOS 16 nha. Khi nào làm 16 thì mình chọn 16, 15 thì mình chọn 15. Thì thường thường bấm boot ram disk á, thì các bạn bấm một lần thôi để cái tool nó chạy nha. Nhiều lúc các bạn bấm tưởng đâu chưa ăn, các bạn bấm liên tục quá thì nó sẽ lỗi tool nha. Mình tắt tool làm lại á, rồi mình đợi cho nó boot ram disk, chờ nó lên logo á, rồi mình SSH rồi active hello thôi. Cái tool này vệ sinh mới á, thì các bạn để ý nha, mình bấm cái con chuột rồi sao mà mình thấy bấm một lần là được rồi các bạn. Các bạn đừng có bấm nhiều lần quá ha, nhiều lần là nó treo à. Rồi tool nó đang hoạt động nè, nó đang lấy mấy cái file á, một hồi là nó sẽ boot lên logo Pentaboy á, rồi mình check lại cái driver nó còn hiện trên cái device manager á, là nó thành công nha. Con này 6 x lút thôi các bạn, phiên bản hầu như là hiện tại lên video là mới nhất 15.7.5 luôn, màn hình hello ha.
đó là logo ngon lành nè, logo ngon lành rồi các bạn đợi thôi. Rồi nó boost thành công thì mình SSH rồi mình active hello. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn. Stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Smile until I look away. But I've known you too long.